em khá là kể nể và đôi khi cũng khó nói là từ chối với người khác. Và ngoài ra thì em có một cái nhược điểm thì em nghĩ đó là nguyên nhân mà để em ế tới giờ đó là... Điểm yếu con thì chắc là hay ghen với lại hơi nóng tính. Ghen hả? Đủ đã ghen còn nóng tính nữa. Ghen mà nóng tính là mệt rồi nha. Nghe là mệt rồi đó. Không, nhưng mà khi mà con nóng tính thì con kiềm chế được. Này bấm mỉm với nhau luôn á. Nghe anh ghen sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ đúng không? Dạ, nhất là trong thời gian gần đây nghe tin báo là cái vụ đánh ghen cũng nhiều. Đó. Mình có tính ghen không? Dạ cũng không hẳn đâu. Vì nhiều kiểu như là nhiều lúc mà ví dụ như là có cái bạn trai mà có cái biểu hiện quan tâm thêm với một bạn nữ khác đi, hoặc bạn nữ khác giới thì cũng có chút ghen. Em mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi mời em gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin chào MC Ngọc Lan, MC Hường Linh và quý khán giả ngồi tại trường quay. Em là Như Quỳnh. Em sinh năm 1995 và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Phú Yên. Công việc hiện tại của em là nhân viên marketing ạ. Rồi xin mời em trai. Dạ chào chú Hường Linh, chào chị Ngọc Lan, chào con nữ bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Con tên là Nguyễn Khánh Linh. Khánh Linh. Dạ sinh năm 1995. Công việc hiện tại của con là đang làm photo với lại chụp hình với quán cà phê. Vậy là hai bạn cùng tuổi đó nha. Hai bên là 95 hết đó. Rồi mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi Quỳnh. Dạ thì ưu điểm của em là một người rất chăm chỉ và nhiệt tình trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Còn về nhược điểm của em thì em khá là kệ nể và đôi khi cũng khó nói là từ chối với người khác. Và ngoài ra thì em có một cái nhược điểm thì em nghĩ đó là nguyên nhân mà để em ế tới giờ đó là em hơi sợ trai. Em hơi sợ trai. Sợ trai hả? Dạ. Lý do sao sợ em? Em hay có xu hướng là sợ cái bạn trai mà hay theo đuổi với cái crush em á. Kiểu như là em hay có cái xa lắm ấy ạ. Kiểu tức là biết ai thích mình là mình đi chỗ khác luôn. Dạ đúng rồi. Trời đất. Nhưng mà em lại rất thích theo đuổi một người mà em không biết người đó có thích mình hay không. Kiểu như là giống như theo tình chạy mà chạy tình theo ấy ạ. Cái gu em nó lạ quá ha. Hay quá. Vậy nay nhà trai mình lơ chút xíu nha. Đừng có tấn công nha. Dạ nhưng mà nay thì em đỡ nhiều rồi cho nên em sẽ cần bạn trai chủ động nhiều hơn ạ. Trời đất ơi, thay đổi nhanh vậy đó hả? Thôi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Linh? Dạ con thì điểm mạnh thì thật thà, biết quan tâm và chăm sóc cho gia đình. Rồi cũng biết nấu ăn, hơi quyết đoán trong việc xíu. Nấu ăn nấu nhiều món không Linh? Dạ nói chung thì những món của miền Tây thì chắc không nấu được hết rồi. Quyết đoán trong công việc có tính gia trưởng không? Dạ không. Mình có cái điểm yếu nào? Điểm yếu con thì chắc là hay ghen với lại hơi nóng tính. Ghen hả? Đủ đã ghen còn nóng tính nữa. Ghen mà nóng tính là mệt rồi nha. Nghe là mệt rồi đó. Không, nhưng mà khi mà con nóng tính thì con kiềm chế được. Con không kiềm chắc người ta mệt lắm á. Con ghen bao nhiêu lần rồi trong cuộc đời? Dạ đó con không nhớ được kìa. Quá nhiều luôn hả? Vậy là ghen nhiều lắm rồi đó. Đây cũng đâu có đếm. Không có đếm được hả? Ghen lắm mà dữ lắm mà nóng lắm mình làm gì? Dạ im lặng. Trời đó, ghen cũng im lặng mà nóng cũng im lặng nữa hả? Mỗi lần ghen em làm sao đây, em nói cho chị Lan nghe coi. Dạ chị. Dạ, em. Này mà nó nóng ai làm lại nữa trời. Hay vậy mà nóng một cái là chắc thiệt á. Chấn thương liền. Đúng rồi đó. Thường cái điều gì là làm cho em ghen nhiều? Đang đi chơi với bạn gái cái thấy điện thoại bạn gái tin nhắn tới hay sao? Dạ, dạng vậy. Giống như là nhắn tin mà kiểu như đi với mình mà nhắn tin nhiều quá đó. Ủa thì nhắn tin nhiều công việc rồi nhiều mối quan hệ chứ đâu phải nhắn tin yêu đương. Bên đây người ta làm marketing là người ta điện thoại người ta liên tục luôn đó. Gần như marketing nó nhắn liên tục 24/24 luôn á. Cái đó thì cũng tùy theo mình quen người làm công việc gì nữa vậy. Nếu mà làm như vậy thì mình thông cảm được. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, là mới đây từ đầu năm thì có làm mai, mọi người làm mai được 2 người, mỗi người quen được 3 tháng. Mới đây là từ đầu năm giờ là được 2 mối. 2 mối rồi đó, mỗi 3 tháng. Mà sao chia tay nhanh quá vậy? Mối đầu tiên thì con quen con cảm giác không có an toàn á. Mình hay ghen với người bạn đó làm cho mình không có tin tưởng được. Rồi, cũng tùy cái tính ghen. Mối thứ hai. Mối thứ hai thì do cái nóng tính. Rồi. Anh nói nghe nè. Hai cái tật xấu của ổng là nó liên quan tới cái chuyện chia tay luôn rồi. Trời ơi. Lo quá. Dễ thương xinh xắn, cặp này hợp rồi nha. Về phần hình là hợp lắm. Cặp này bấm mỉm với nhau luôn á. Nghe anh ghen sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ đúng không? Dạ nhất là trong thời gian gần đây nghe tin báo là cái vụ đánh ghen cũng nhiều. Đó. Mình có tính ghen không? Dạ cũng không hẳn đâu. Vì nhiều kiểu như là nhiều lúc mà ví dụ như là có cái bạn trai mà có cái biểu hiện
quan tâm thêm với một bạn nữ khác đi. Hoặc bạn nữ khác giới thì cũng có chút ghen. Chút ghen, nhưng mà marketing xử lý hay lắm ha. Marketing có cách xử lý. Bây giờ đường tình duyên mình sao nè? Dạ, thì trước giờ em chỉ có một mối tình thôi. Nhưng mà mối tình này khá là ngắn, tầm khoảng 3 tháng. Thì cái lý do mà em chia tay với bạn này là tại vì bạn tỏ tình cùng một lúc quá là nhiều người. Mà trong thời gian đó là bạn có tỏ tình với em nữa. Dạ, thì em vô tình phát hiện ra thì em từ chối luôn. Hai đứa này về giao diện cũng giống nhau. Về tình yêu quen cũng có mối 3 tháng đều như nhau vậy đó. Thấy không? Cũng hợp với nhau. Mình muốn có một cái mẫu hình lý tưởng trong tương lai thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là về ngoại hình thì em không cần phải đẹp trai quá đâu. Nhưng mà cần bạn đó cao hơn em tầm 5-7 cm, 1m65 trở lên. Cao có cao hơn. Dạ. Rồi bên đó có bề dày cũng dày hơn. Với lại em cũng không thích bạn trai là nghiện game và cũng nghiện thuốc lá. Có game thuốc lá gì dạ không? Không có. Dạ, với lại là giữa gia đình và bạn bè thì em muốn bạn ấy chu toàn về gia đình hơn. Em quen biết tụi là rất nhiều người là kiểu như là họ đề cao cái mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội là càng nhiều hơn ấy. Sao? Thấy sao? Dạ, cái đó thì em nghĩ em đáp ứng được. Tại vì em thì hình như là hầu như là không có đi chơi. Thí dụ mà ngày em đi bán xong thì về thì nấu cơm nước thì gia đình ăn cơm xong rồi vô phòng đóng điện thoại xem xíu rồi cỡ chừng 7-8 giờ là ngủ rồi. Thôi bây giờ thì mình hỏi người thân đi, bạn trai đi với ai cơ? Dạ em đi với mẹ với hai dì với lại hai người em. Dạ có mẹ nữa ha. Chào nhà trai ạ. Mẹ thấy bé bên đây cũng dễ thương hiền, mẹ đồng ý rồi đó con. Thôi gọn vậy được rồi. Dạ đúng rồi. Thôi, mẹ đồng ý là được rồi đó. Còn em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn đồng nghiệp ạ. Chị sếp và bạn đồng nghiệp. Rồi đội marketing đây ha. Chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em là Phương Thảo, hiện tại cũng là đồng nghiệp và cũng là cấp trên của Quỳnh tại công ty. Thì đầu tiên là em giới thiệu về Quỳnh trước đi cho nó khách quan. Thì Quỳnh là cô gái rất là dễ thương, hiền lành và hài đồng với đồng nghiệp. Nên là rất được các bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Còn về bạn trai này thì thấy là về ngoại hình thì cũng khá là tương xứng với lại Quỳnh. Và bạn thì cũng hơi rụt rè một chút, thì tại vì cái tính của Quỳnh cũng rụt rè á. Với lại thì cái thời gian mà mọi người gặp nhau trên đây chỉ vài phút ngắn ngủi thôi thì cũng không nói lên được điều gì cả. Nên là nếu như mà hai bạn cảm thấy trong lòng có một chút gì đó rung động thì cũng cho nhau cái cơ hội tìm hiểu về sau. Tại vì biết đâu phía bên kia là cái định mệnh còn lại của mình thì sao? Cảm ơn. Trời, đúng là dân marketing nói chuyện có nó mượt mà dữ lắm. Biết đâu là định mệnh thì sao? Thôi giờ mình mở cửa đi. Đúng. Mở cửa rào coi định mệnh nó sao? Dạ. Mở rào. Đó, không gian của hai em đó, thoải mái đi, trò chuyện, hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu đi, Linh. Anh có con gấu bông tặng em, thì con này nhìn nó vui vẻ, là nó dễ thương á. Hy vọng là em cũng vậy ha. Dạ, đúng anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Thì cái món quà này là một cặp áo đôi. Thì nếu như mà hôm nay chúng ta cùng bấm nút thì chúng ta sẽ cùng mặc. Còn nếu như không thì anh có thể giữ lại với người yêu của anh để anh mặc sau này cùng với người yêu của mình ạ. Dạ, cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Dạ thì em thấy về cái công việc và cũng giống như là cái độ tuổi thì em thấy là cũng khá là phù hợp với cái nhu cầu của em. Thì tuy nhiên mà có một cái là em nghĩ là anh sắp tới anh cần nó lạnh hơn tí là về cái tính ghen và tính nóng tính ấy, để có thể là mình bền vững hơn trong tình yêu nếu như mà chúng ta cùng bấm nút. Dạ. Thì anh nghĩ thì cái ghen của anh thì hay ghen thì có, nhưng mà nếu mà làm mà đủ mình niềm tin thì chắc cũng không đến nổi. Dạ. Vậy anh thấy em sao? Em thì cũng dễ thương. Dạ. Giống giống cái gu của anh thích. Đúng rồi, dạ. Hai đứa đúng gu luôn ha. Nếu mà mình bấm nút mình tìm hiểu thì tầm bao lâu mình tiến đến được hôn nhân? Em thì em đang định hướng là tầm khoảng 30 tuổi là ổn định yên bề gia thất á. Thì em hiện tại đã 27 tuổi rồi. Thì tầm khoảng mình có thể quen 1 năm, nếu như mà thấy hợp thì mình có thể hoàn toàn tiến đến hôn nhân. Và nếu như mà mình cần thời gian hơn thì mình có thể cân nhắc thêm. Dạ. Các bạn bây giờ hẹn hò sao đó? Một tuần mấy lần thỏa thuận với nhau đi. Anh thì anh ở Cần Thơ. Bây giờ công việc em làm thì hiện tại em làm ở đâu? Dạ hiện tại thì em làm bên Tân Bình, cách mạng tháng 8 ạ. Dạ. Tại vì công việc của anh làm thì nói chung thì mình tự làm, mà muốn nghỉ thì mới là cuối tuần anh sắp xếp. Dạ. Hẹn hò được. Có thể là 2 tuần anh lên 1 lần. Dạ. Tại vì nó cũng hơi xa. Anh nghĩ là tầm khoảng bao nhiêu tuổi thì mình có thể ổn định kinh tế cũng như là hôn nhân á? Nói chung thì anh hiện tại coi như cũng là ổn định rồi. Dạ. Tại công việc anh làm cũng lâu rồi.
Dạ. Anh thấy ổn định cho nên anh mới đi tìm vợ chứ. Dạ. Nếu không ổn định anh cũng không dám đâu. Dạ. Nếu mà cưới nhau thì mình em xin bao nhiêu người con? Anh thích bao nhiêu thì em xin bấy nhiêu. Trời ơi. Mà vì sợ anh không có sức chăm thôi. Anh thì anh chăm nổi đó, mà biết em đẻ nổi không? Anh được thì em sẽ được ạ, em cảm ơn. Tiền bạc sao, ai quản lý? Tiền bạc thì chắc về vợ quản lý thì chắc hơn. Dạ, anh tính sau này có lên Sài Gòn hay là lập nghiệp ở quê? Anh thì ạ? Con Út cho nên là anh không có lên trên này được. Dạ. Nếu mà được thì em có thể về làm dâu. Dạ. Em có ngại làm dâu miền Tây không? Dạ em không ngại. Tại vì là em cũng là con Út thì hiện tại thì cũng đã có chị hai ở nhà rồi. Thì chỗ phần ba mẹ thì lâu lâu có thể về thăm ba mẹ được. Nhưng mà nếu như được thì Linh học mình có thể cùng nhau lập nghiệp ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu như mà về quê thì em cũng ok luôn ạ. Hay lắm. Nhưng mà anh xin nhắc lại nha, không phải quê nha. Thành phố Cần Thơ. Dạ. Yeah. Thành phố trực thuộc trung ương nha, thành phố lớn nha. Thành phố Cần Thơ hiện nay phát triển kinh khủng luôn. Đó là một trong những đầu tàu của đồng bằng sông Cửu Long. Đất Cần Thơ mắc lắm. Mặt bằng ở dưới thuê mắc lắm. Kinh doanh ở thành phố Cần Thơ cũng rất là khá luôn đó. Nào bây giờ bước tới nắm tay bạn gái nào. Mình nói gì đó về nếu như bạn đồng ý gì mình mời bạn về quê gì đó. Thì mình đến đây cũng là cái duyên rồi. Thì anh nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể tiến xa hơn. Yeah. Mời về Cần Thơ. Thì không biết là công việc của em như thế nào thì xong thời gian mình tìm hiểu đi. Thì nếu em rảnh thì anh sẽ mời em về với quê anh chơi. Dạ. Hát tặng bài đứng yên. Cầm tay bạn gái. Đây đưa con gấu đi chị cầm đó. Làm gì con gấu càng càng ở giữa trời. Xin phép hát tặng khán giả trường quay đây với em là bài Dệt Mộng Nguyên Ương. Tình cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng rằm. Chầm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đó hoa hồng, em cười như những nụ hồng. Đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong. Nhìn em yêu hồn nhiên như nàng tiên giang trần. Lòng thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh duyên. Tình ta mãi lưu truyền, ôi nàng tiên quá dịu hiền. Của đời anh người ơi, anh ước mong có vậy thôi. Dễ thương quá. Rồi em gái đáp, đối đáp lại đi. Dạ em hát không hay, nhưng mà em có điều muốn nói trước khi mà mình bước vào vòng bấm nút đó là em làm marketing mà. Em không phải là quảng cáo cho nên là mong anh được bỏ qua. Dạ cảm ơn. Suy nghĩ lại một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép dành riêng cho mình hay không. Nếu đúng thì hai bên bấm, còn nếu không đúng thì không cần bấm. Chị Ngọc Lan sẽ đếm 3 tiếng nha. 1 2 3 Thật ra cặp đôi này rất dễ thương á. Hình như là họ đã gặp nhau ở đâu rồi đó. Rồi chính thức các bạn hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. À, đẹp chưa. Bây giờ thì xin phép mẹ cho tụi con hẹn hò nhau gì đó. Hỗ trợ tụi con gì nói với mẹ đi. Lên đây thì con cũng mong muốn là tìm được một nàng dâu cho mẹ. Mẹ cũng ưng ý. Tại nãy mẹ cũng nói là mẹ thích, mẹ chịu được thì... Mẹ chuẩn bị tiền đi. Thì nếu mà không có gì thay đổi thì như bạn nữ nói thì trong vòng 1 năm thì có thể là mình tiến tới hôn nhân. Sắp xếp mà để mẹ mời gia đình bên con đến gia đình mẹ để tìm hiểu nha. Thì là hai đứa này nó đẻ con múp míp dễ thương lắm nè. Được lắm đó, hợp lý, xứng lắm á. Làm như là sinh ra cho nhau vậy đó. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng. Thêm giày đông về anh có nào hay, em chờ hơi ấm từng ngày đông qua ạ. Cái bài thơ này á, em sáng tác là tức cảnh sinh tình á chị. 26 tuổi mà chưa có mảnh tình dắt dai. Mà thấy cặp nào cũng có cặp đi ngoài đường tay trong tay thấy hơi tuổi. Hy vọng là ngày hôm nay em sẽ không còn cái cảm giác tủi thân nữa ha. Dạ. Hy vọng là em sẽ có một người bên cạnh để lo lắng chăm sóc cho em. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, con trai điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là em thích võ thuật. Với lại
thích nghiên cứu những cái món ăn á, rồi chế tạo theo cái cách của mình. Ví dụ như mình xem trên YouTube đồ món ăn đó, cái mình tự làm ra những món ăn do chính tay mình làm nên. Có khi nào vừa múa giỏ vừa nấu ăn không? Dạ cũng có, đi nhúng nhảy rồi múa đôi khi nó cũng đổ số đồ. À, gì nữa? Em không biết nấu ăn vậy, không biết là nếu mà hả anh có chịu nấu ăn cho em không, chứ anh phải dạy em chứ em không biết nấu được. Dạ không sao đâu, chứ ăn uống thì anh nấu cho em ăn được mà. Nhưng mà quan trọng là anh nấu hơi dở, em sẽ cố gắng nấu ngon hơn. Anh học võ vậy anh có bao giờ anh nghĩ là khi nào mà anh sẽ gọi là võ với vợ mình hay không, hay là bạn gái mình không? Trời, cái đó là em cứ yên tâm đi, không sao đâu, tại vì anh học võ chủ yếu là để anh bảo vệ những người anh thân yêu nhất, chứ không phải học võ để áp dụng cho người thân của mình đâu. Cho nên cái vấn đề đó anh là sẽ đi theo bảo vệ em, cho nên em cứ an tâm thôi. Học võ để bắt tội phạm mà em đâu có lo đâu, chút xíu mở rào ra lại múa cho bạn gái coi liền nha. Dạ ha. Rồi mình có những cái điểm xấu gì không em? Dạ, có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là nếu như mà em buồn một cái chuyện gì đó là em sẽ ngủ li bì luôn, giống như người ta gọi là gấu ngủ đông á. Rồi còn không, nếu như mà em suy nghĩ một chuyện gì đó em cũng ngủ luôn. Mà nếu như mà có điều kiện, có thời gian á, là em sẽ chạy xa thật là xa, em chạy ra biển em hét thật là to và thế là em đi về. Hay là mình đang suy nghĩ cái gì mình ngủ luôn vậy đó hả? Dạ, giống như là nó suy nghĩ tới cùng cực, cực điểm quá cái là tự nhiên nằm xuống ngủ. Hay gì ta? Giấc ngủ dài nhất của em là bao lâu? Dạ, giấc ngủ dài nhất của em là 12 tiếng. 12 tiếng là cũng bình thường thôi, có gì đâu, gấu ngủ đông, người ta ngủ mấy ngày mấy đêm chưa thấy gì nữa. Cái vấn đề hay cái là cứ suy nghĩ là ngủ. Dạ. Vậy là cuộc đời mình chưa có suy nghĩ được điều gì cả. Suy nghĩ được gì? Ý em nói là khi mà mình suy nghĩ tới một cái đỉnh điểm nào đó đó, tự nhiên là mình mệt quá, cái tự nhiên mình nằm xuống cái là mình ngủ. Tức không giải quyết được là không ngủ, đúng không? Là ngủ luôn. À hay. Và còn tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu thì hay giống như đi ngồi rồi hay nói chuyện linh tinh, hay hát nghêu ngao, rồi mỗi khi mà buồn đó là cũng hát, đi dọc đường cũng hát. Đâu giờ nghêu ngao em hát thử cái gì đó coi. Em hát cái bài hát em hay hát bài ngỡ lắm mà. Sao đâu con yêu ngao hát nó đỡ buồn coi. Buồn quá à. Như bài ngỡ em hát là: anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Rồi, cũng dễ thương. Nói chung á là hãy cảm ơn em ha, là những người đã hy sinh thời gian giờ giấc của mình để bảo vệ về sự bình yên cho mọi người ha. Dạ. Đó chính như đồng chí công an thế này. Rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình dài nhất mới đây là bao lâu? Dạ mối tình hồi xưa em còn đi học á, lúc mà em từ trên học cảnh sát á, là 2 năm. Sau đó là tụi em có một số chuyện về gia đình của một bạn gái. Rồi. Cho nên là không quen nữa. Mối tình mới đây? Mối tình mới đây cách đây cũng 3 năm rồi, tụi em quen nhau 1 năm. Nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài. À, dạ. Tại vì lý do khách quan ha. Dạ. Ơi, mình bỏ qua luôn. Dạ. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có trải qua mối tình nào hết. Nhưng mà em có một mối tình đơn phương 7 năm mà. Cái gì? Đơn phương mà 7 năm? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là cái mối tình chính thức là chưa có mối tình nào hết. Dạ đúng rồi. 7 năm đơn phương một người. Dạ. Người đó biết không? Dạ, cái tính của em á là hả, làm gì là muốn làm tới cùng. Cho nên là em tỏ tình tới 3 lần luôn chị. À, là có tỏ tình 3 dạ, lần rồi. Mà người đó vẫn từ chối hả? Dạ, người đó có bạn gái rồi chị. Có bạn gái rồi mà em còn tỏ tình chi nữa? Là lúc em mới biết á, thì em có tỏ tình một lần, là lúc đó là chưa có bạn gái. À. Xong rồi anh thì... thẳng ứng anh sao? À, anh nói anh chỉ xem em như em gái thôi. Vậy thôi rồi bỏ đi rồi còn nuôi chi cái hy vọng nữa. Nhưng mà em chung thủy lắm chị. À, đất ơi, chung thủy là chung thủy với người mà yêu mình yêu, chứ người ta có yêu mình đâu mà mình chung thủy. Với lại nếu như mà người ta nói là cơ hội tới mà mình không nắm, đâu biết là thí dụ mình theo đuổi thì anh rồi có lần thứ hai không? Lần thứ hai. Lần thứ hai thì khoảng sau đó khoảng năm á, thì hả, em có viết thư tay cho anh, tại em thích viết thư tay chứ không thích nhắn tin. À. Rồi cũng bị từ chối luôn. Anh nói sao? Anh đã viết thư trả lời hay anh trả lời trực tiếp? Im lặng luôn chị. Là biết rồi. Lúc dạ, đó anh rồi. Có bạn gái chưa? Dạ lúc đó có bạn gái rồi. Rồi đó, em biết anh có bạn gái không? À, dạ biết ạ. À, biết rồi mà còn viết thư cho ta nữa. Rồi lần thứ ba? Lần thứ ba là cái lúc em nghỉ, sắp nghỉ việc ở cái chỗ em làm á, chỗ em gặp ảnh á, thì em mới nói cho ảnh biết lần nữa, cũng bị từ chối phủ phàng luôn. Là anh đó làm việc chung với em, đồng nghiệp của em hả? Lúc đó là em là sinh viên đi thực tập ở chỗ của anh làm á chị. À.
thì em mới ảnh thì xem em như em gái, ảnh mới thương em như em gái. Còn mình mới ra đời mới lớn nên lầm tưởng, nhưng mà từ cái lầm tưởng nó thành tình yêu lúc nào không hay. Rồi bây giờ là chấm dứt cái đơn phương đó chưa? Dạ, chấm dứt khoảng 2 năm mới quay lại đây á chị. Chấm dứt 2 năm rồi mới quay lại đây. Giờ dạ, nếu như mà anh quay lại anh đồng ý thì em sao? Dạ không ạ, em là cái gì là ra cái đó, em quyết đoán lắm. Trong tình yêu là em rất là quyết đoán, nếu là đúng, buông là buông. Em là phải nói cá tính rất mạnh, dám gọi là tỏ tình mấy lần luôn ha. 7 năm chờ đợi mối tình đơn phương mà biết ta có người yêu rồi vẫn là tiến tới. Không, anh phải nói là em là một cô gái rất là bản lĩnh đấy. À, khi mà ai yêu được em thì đúng em là một người rất chung thủy. Nhưng mà em là một người không có hay ghen mà lại hơi vô tâm á, nên không biết anh bên kia những cái lúc mà em, những cái dịp mà giống như là hả, ngày lễ kỷ niệm hoặc là cái sinh nhật em còn quên, thì không biết là lúc đó thì anh bên kia anh có buồn không? Nếu quên sinh nhật em có buồn không em? Dạ cũng tất nhiên là cái ngày của mình mà hai người yêu nhau quá, đôi khi quên thì mình cũng hơi buồn chứ. Tại yêu nhau mà mấy ngày đó là mình phải nhớ. Em có nhớ sinh nhật bạn gái không? Dạ sẽ nhớ chứ. Nếu như bạn nữ bên kia đồng ý làm người em sẽ chắc chắn em sẽ nhớ mà. Sẽ nhớ. Nhưng mà thôi sao, có gì bạn trai nhắc ha. À, công nhận anh phải nói là anh nể em thiệt luôn á. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói luôn. Em muốn tìm một người bạn trai là không có tính gia trưởng. Phải biết quan tâm và chăm sóc cho em. Rồi người đó phải cao 1m65 trở lên. Anh coi giùm em coi anh có cao không? Ngon lành. Không có hói. Nếu hói thì cạo luôn đi, giống như Phan Đình Tùng càng tốt. À, có nghĩa là nếu hói thì cạo. Dạ đúng rồi ạ. Chớ rồi em hói thì sao anh? Không có thích để lưa thưa. Hơi có khả năng hói. Còn mập ốm thì không thành vấn đề. Mập thì ôm nó ấm, ốm thì có bờ vai vững chắc. Hói cũng đâu có sao đâu. Hói nhẹ dài cọng nó lúng phúng nhìn không có thích nữa. Không, anh là không có hói. Thuộc với lại cái quan điểm của em là anh là rất là đẹp trai rồi. Điểm gì em ghét nhất ở người bạn trai? Em ghét cái tính gia trưởng của một người con trai. Cái tính keo kiệt và bủn xỉn. Và em không có thích một chàng trai hay ghen. Ghen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải là em đi chơi với bạn cũng ghen mà hả, lúc nào cũng gọi điện em 24/24. Tại vì em cái tính chất công việc của em á, thì không thể nào lúc nào cũng nghe điện thoại 24/24 được. Dữ nha. Em có gia trưởng không? Rất rõ ràng. Dạ gia trưởng thì chắc em không có. Nhưng mà ghen là đương nhiên phải có chút chút, tại yêu mà. Nhưng mà rồi, ghen theo như em quan niệm á, là yêu á, chứ không phải là mình ràng buộc nhau về tất cả cái tổng thời gian của hai đứa mình. Ít nói chuyện nhưng mà mình quan tâm nhau cách cụ thể là được rồi. Yên tâm đi, đây là cảnh sát gọi là chống tội phạm thì có bản lĩnh lắm. Đừng có lo điều đó ha. Anh thấy cô gái bên đây cũng rất là dễ thương em. Nhưng mà em, anh gọi điện em có thể không nghe. Nhưng mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi sao bà? Tự nhiên là ngược ngạo vậy. Ảnh là nhiều khi cái công tác đặc biệt, ảnh không thể nghe điện thoại được, mà không thể gặp em được luôn. Không, nếu như mà ảnh ngủ kìa, còn nếu mà ảnh đi công tác thì đương nhiên là ảnh sẽ nói. Người ta đi công tác, người ta đi làm vậy, người ta mệt quá, người ta ngủ, người ta vô tình, người ta ngủ ren, người ta không nghe. Điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác, để mà hả khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. Mà khó hàng chi thiệt á. Trời là trời. Khó quá thì bớt cái khó ra được không? Được, nếu như mà ảnh có thể làm siêu lòng cho tim của em. Miễn sao là người ta yêu mình được rồi nha. Rồi, anh thấy đàn gái cũng dễ thương á. Dạ. Nhưng mà nếu được thì giờ chừng nào em muốn kết hôn nè? Dạ năm sau ạ. Năm cái sau? Gì? Dạ lẹ lẹ đi chị. Lẹ lẹ hả? Đúng rồi. Chứ để lâu được không? Làm dâu được không? Làm dâu hả? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đâu biết nấu ăn đâu làm dâu. Không ăn thì học chứ. Rồi bây giờ rủi người ta ở với ba mẹ người ta làm sao? Thì em sẽ chăm sóc ba mẹ, nhưng mà chỉ có điều là không có biết nấu ăn thôi. Ba mẹ phải dạy em. Thì dạy là mình vẫn làm được. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Làm dâu không? Không, ngon lành. Thì đơn giản thì em chăm sóc ba mẹ có nhiệm vụ nấu cơm cho em ăn. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi được tội phạm được nổi không? Dạ nổi em. Sao thấy hơi nặng nề vậy? Dạ không sao đâu chị, mình dí xe mà. Mình chạy xe mà. Chạy xe chứ không có rượt bộ hả? Dạ. Mà lúc đó là giống như là có cái vitamin á, mình hăng quá là mình quên đi cái mệt, mình chạy không mệt luôn. Rồi nhìn xa thấy tội phạm không? Dạ thấy. Thấy gì? Đang nhắm mắt hay mở mắt vậy? Em đang mở mà. Đang mở mắt hả? Chị yên tâm đi, mắt em nhỏ nhưng mà em có thể nhìn xa ghê lắm. Mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao mụn nổi nhiều vậy? Em mới tới tuổi gì thầy. Sorry, nhà dễ thương lắm, tôi dạ. Mới ghẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ nếu như được thì năm sau cũng được. Năm sau? Dạ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ như em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Sống với ai? Dạ em thì đang ở chung với mẹ em.
Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ. Nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà. Chứ bạn gái không biết nấu ăn đâu nghe. Dạ, không, mình không biết, nhưng mà quan trọng là mình có chịu học hỏi hay không. Tại vì em phải hỗ trợ